Lê Vũ Lâm, Buka. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Ngạc nhiên chưa. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, chương trình Ngạc nhiên chưa được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Dạ, ngày hôm nay em rất vui gặp lại anh Dương Lâm. Ngày xưa là anh nhớ cái kỷ niệm, ngày xưa là mấy lần anh đến đây là lúc nào anh có quỳnh quỳnh hết trơn hết trọi hết. À, nhưng mà ngày hôm nay thì anh làm MC, nói chung là khách mời tới đây thì thường có đâu có cặp, thấy không? Dạ, đúng rồi. Ví dụ cái bữa là có Trà Ngọc với lại Tống Ngẫu Nhiên. Dạ, có anh Tài với lại chị Phụ Ngọc Ánh. Hoặc là những cái cặp trên phim, vợ chồng trên phim, ví dụ như anh Hoàng Mèo với lại Kim Nhã. Dạ. Ai cũng có đâu có cặp, sao em một mình? Ủa anh, em một mình em mới tới đây dẫn MC cùng với anh mới thành một cặp được chứ. Không, nhưng mà khách mời của em gọi là ý trung nhân của em có đến đây lần nào chưa? Chưa. Ủa vậy đó hả? Tại là không có sao đến. Trời ơi, buồn không em? Dạ không. Ủa mắc gì buồn? Em phải buồn, em phải vô buồn chứ. Dạ. Em buồn lắm anh Lâm mà. Tại sao vậy? Sao mình xinh đẹp nè, mình tài năng, mình duyên dáng, kinh tế mình ổn định, mà tại sao mình vẫn một mình? Tại sao vậy? Là em có đặt câu hỏi chưa? Ý là em đặt câu hỏi cho bản thân mình chưa? Chưa bao giờ, tại vì em thấy cuộc sống em đang rất là hạnh phúc quá. À, là em thích gì hả? Kiểu mà em sống chung với mấy chó ở nhà em á. Ủa vậy là mày hài lòng rồi hả? Dạ, em thấy có ba đứa con ở nhà em làm cảm thấy vui rồi. Trời ơi, vậy nói gì nữa giờ? Thì bởi không, là cái cuộc sống mỗi người có hạnh phúc riêng của mình đúng không? Đúng vậy, có người sẽ vui khi mà có cặp có đôi, có người sẽ vui khi mà đơn côi một mình. Cho nên là mỗi người mỗi kiểu, nhưng mà nói chung là chương trình cũng đừng mời đến đây nhiều cặp đôi quá. Sao nhiều vậy? Vợ chồng quá, nhiều khi á mình nói không buồn vậy thôi, nhưng mà chạnh lòng, nước mắt ực vào trong. Nuốt anh à, không có ực. Nước mắt nuốt vào trong. Thôi bây giờ cô đơn gì mốt hú anh. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng về ngôi nhà tam giác. Ồ, ngạc nhiên chưa? Em hy vọng ngày hôm nay đến với chương trình Ngạc nhiên chưa sẽ không là một đôi một cặp nữa. Vì em chướng tai gai mắt quá. Tháng hả, ra nắm tay nắm chân đồ hả, bực mình đúng không? Đúng rồi, hy vọng là những cái người gọi là xé lẻ đây đi. Xin mời khách mời ạ. Hai vợ chồng ăn mặc với dây nhợ gì dữ vậy ta? Đây là cái gì vậy? Em thích beo hả? Em còn chưa nói gì mà sao mặt chị cọc. Buông cái tay ra giùm tôi được không? Buông ra. Mới vừa nói xong luôn á. Bước ra tay nắm tay rồi. Trong tay đường hãy nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng đồ. Rồi đó, giới thiệu đi đó. Lời đầu tiên thì cho phép Jakey xin được gửi một lời chào tới tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ em đang là ca sĩ, còn đây là vợ em ạ. Xin chào chị Buka, xin chào anh Dương Lâm, em là Mai Anh. Em đang là một người mẹ. Và ngày hôm nay thì mình đến đây mình sẽ tách vợ tách chồng nhau ra nha, để mình sẽ cùng nhau chơi những trò chơi trong chương trình Ngạc nhiên chưa. Thì hay em muốn về đội của ai? Em sang bên anh Dương Lâm. Jakey về với chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với vòng 1 của chương trình Ngạc nhiên chưa. Vòng 1 giải mã hashtag. Sẽ có 4 hashtag lần lượt hiện lên trên màn hình. Nhiệm vụ của hai đội chơi phải giải mã được hashtag bằng cách đưa ra tên bài hát chính xác như đáp án của chương trình đưa ra. Mỗi hashtag đoán đúng sẽ được 1 điểm. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ đến với hashtag đầu tiên, xin mời. Cha. Chiều hôm ấy ạ. Chiều hôm ấy em nói với em rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Ok ạ. Và đó là chiều hôm ấy, xin chúc mừng. Và đáp án vừa rồi đã đem về cho đội Jakey và Buka 1 điểm đầu tiên. Và bây giờ chúng ta đến với hashtag tiếp theo, xin mời. Bình thường. Bình tĩnh. Trả lời đi em, trả lời đi. Buồn thôi. Đại đi em, đại đi em. Bình thản. Bước tiếp. Bà tôi. Ui. Wow. Bà tôi đưa tôi xa đầu làng. Bà bỏ luôn, bà bỏ em. Em hát là bà bỏ em ngoài đầu làng luôn, không có dẫn về nha. Và đó là bà tôi. Và chúc
mừng đội của chúng ta đã ghi thêm một điểm nữa. Vậy bây giờ sẽ là hashtag tiếp theo. Úi giời ơi, Ngạc nhiên chưa? Như nhau nhé. Nhông. Ủa đúng hả? Ghê vậy. Nhông cha làm con ngựa để cho con sung sướng cha ơi. Nhông ngựa cha mệt quá, cha không biết con nói ngựa phi. Nhông ngựa cha thật mệt. Hai cha con cùng ngã lăn đùng. Nhưng sao biết hát bài này? Ủa nhưng biết đó. Nhưng mà anh ơi, thôi tốt nhất là không phải điểm đội mình đừng hát. Ok vậy. Và đáp án chính xác là nhông. Mình vẫn chưa có điểm nào. Chúc mừng đội của Jiki và Puka đã ghi thêm một điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hát tết cuối cùng. Mình chắc thua toàn tập. Tại sao chia nhà lớn? Đấy đi em, đón đại đi em. Ta sẽ chẳng nhớ luôn à... Nhớ lắm. Đón đi em. Tài sản chung. Tâm sự của tâm người lạ. Tâm sự người lạ. Tâm sự của người lạ. Tâm sự của người lạ. Cảm ơn chị đi em. Vậy đó là tâm sự cùng người lạ. Ghen ha, người lạ chưa biết về tâm sự của ta. Đó. Và đội của chúng tôi đã mang về một điểm đầu tiên, xin chúc mừng ạ. Và kết thúc vòng 1 thì đội Puka và Jackie mang về 3 điểm, đội anh Dương Lâm và Mai Anh mang về 1 điểm, xin chúc mừng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn chờ chờ nữa, chúng ta cùng đến với vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Chào mừng các bạn đang quay lại với chương trình Ngạc nhiên chưa. Vòng 2, họa sĩ tài ba. Lần lượt các thành viên trong đội sẽ chọn một cụm từ bất kỳ và thể hiện cho đồng đội mình đoán thông qua hình vẽ. Mỗi cụm từ đoán đúng sẽ giành được một điểm. Riêng lượt cuối cùng sẽ có hai thành viên của cả hai đội lên vẽ. Đội đoán đúng sẽ giành được 2 điểm. Bây giờ đội ai sẽ chơi trước ạ? Bên đó chị đó đi ạ. Jackie muốn lên vẽ trước hay chị vẽ trước? Thôi chị vẽ trước đi ạ. Rồi, xin mời tôi. Hey. Em thích số mấy? Em thích số 5. Số 5. Đây là tên một bài hát. 1, 2, 3, 4, 5 từ. Chim trắng mồ côi là vẫn thiếu. Hát với mây trời. Trên chim người. Người chim họa đang vẽ à? À cái gì nhỉ? Vẽ chim. Họa mi hót trong mưa. Anh cảm ơn em nhá. Và đáp án chính xác là họa mi hót trong mưa. Xin chúc mừng đội của chúng ta đã đem về một điểm đầu tiên ở vòng 2. Yeah. Và bây giờ sẽ là đội của hai chúng tôi. Say. Cố lên anh. Một ngày em ngủ mấy tiếng? Một ngày em ngủ 6 tiếng. 6 tiếng. Hèn chi mắt em hơi sưng. Đây là một tên bài hát có 3 chữ. Tên bài hát? Ừ, có 3 chữ nha. Cầu vồng. Ủa, cầu vồng. Cầu vồng. Cầu vồng khuyết à? Đúng rồi. Đó là cầu vồng khuyết à? Xin chúc mừng chúng ta. Yeah. Và đội của Lâm và Mai Anh đã mang về thêm một điểm. Chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thứ 3. Mời Jackie. Chị Puka thích số gì nhỉ?
chị thích số sung sướng, số hưởng rồi đó. Là em hả? Dạ em thích mấy anh số. Anh thấy em cực nha. Em làm gồm 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 từ sáng cho đến khuya. Em cực giống anh. Vậy đó hả? Vậy cho nên là mình thích số 3 chìm đi. Đây là một công việc có 1, 2, 3, 4 từ. Ok. Người lao động, bác nông dân, bác làm vườn. Có cái nó. Công nhân làm đường, công nhân xây dựng, thợ cưa. Thợ cưa gỗ, thợ cưa xẻ. Dễ thêm đi em, dễ thêm giùm chị. Em thợ cưa. Từ cuối là gì? Là gì vậy? Thợ cưa nước đá. Thợ cưa, thợ. Thợ sửa ống nước. Ôi tức á, cái này mà em dạy giọt nước thì ví dụ em dạy cái xô mà cái vòi nước rớt xuống được không? Em đang nghĩ cái này là cái ống nước. Các bạn chính xác là thợ sửa ống nước. Yeah. Và chúc mừng đội của Jackie và Buka đã đem về 1 điểm nữa. Và bây giờ sẽ là đội của Lâm và Mai Anh. Xin mời Mai Anh. Mình chọn số mấy nhỉ? Một đứa con chọn số 1 đi em. Đây là một loại phương tiện phổ biến có 4 từ. 4 từ. Phương tiện giao thông hả? Phương tiện phổ biến. Xe đạp. Xe đạp. Xe đạp cuộc. Xe đạp ơi. Xe đạp điện. Máy. Xe đạp. Xe đạp đua. Xe đạp đụng. Xe đạp chậm. Xe đạp có máy động cơ. Xe đạp động cơ. Xe đạp. Xe đạp tình yêu. Xe đạp máy bay. Đấy đấy. Đúng. Đâu? À có cái chữ đó chữ gì vậy? À xe đạp xuống dốc. Xe đạp bể bánh. Xe đạp xuống dốc. Xe đạp vẽ rõ em ơi, hiểu chưa? Xe đạp rồi, vẽ từ tiếp theo. Đây hả? Đây hả? Đây. Đây nè. Long hả? Không. Để em vẽ cho. Long. Đây chị phụ cho, đây chị phụ. Xe đạp long hả? Em vẽ xấu quá thiệt luôn á. Xe đạp là ok đó. Đấy, như thế là hiểu được. Xe đạp. Xe đạp công cộng. Em nói bảo là em vẽ xấu lắm à. Em ơi, cái con công em vẽ con công của em kiểu như, như chiếc máy bay vậy. Nè, anh không gì thì anh không gì thì cái em phải tách ra chứ. Em ơi, con công thường nó xè đuôi, nó mình sẽ nhìn phía trước nó dễ hơn chứ. Em chỉ con công làm chỉ cái bộ đồ của em là anh biết con công liền. Và ở lượt này đội của Lâm và Mai Anh đã mang về thêm 1 điểm nữa. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lượt cuối cùng. Anh em mình lên. Dạ. Anh thích số mấy? Hai vậy? Đây là tên một câu chuyện cổ tích. Hai từ. Lọ lem ạ. Anh Lâm anh vẽ cái gì á? Đóng đi. Thạch. Thằn lằn à? Hai từ. Hai từ. Thạch xung. Thạch xanh. Em thạch sợ. Xanh chứ. Trời, em vẽ cái mẻ kho đẹp không? Rồi cái mẻ kho của anh nè, hai em bể nè. Ủa bể hả? Vậy? Mấy cái không em bể nè, có con thạch xung nè. Trời ơi. Ôi, hai mình hay quá hả? Hay quá. Hai mình kiểu mà tâm đầu ý hợp á anh. Và đáp án chính xác là thạch xung. Và chúc mừng đội của Jackie và Buka đã đem về 2 điểm. Xin chúc mừng. Rồi, mời hai em bạn lên đây. Lên đây. Kết thúc vòng 2 thì đội của Mai Anh và anh Dương Lâm đã đem về cho đội mình 2 điểm. Đội của Buka và Jackie đem về cho đội mình 4 điểm. Xin chúc mừng. Và tổng cộng 2 vòng thì Bảo Lâm và Mai Anh đã mang về 3 điểm. Còn đội của hai bạn thì mang về 7 điểm. Xin chúc mừng. Việc đó đồng nghĩa với việc là em sẽ về xuống phía đó ngồi chờ chồng. Vâng. Chồng em sẽ chơi tiếp vòng đặc biệt. Vâng. Và ngày hôm nay em đến đây thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy là cũng khá là vui đấy ạ. Nói chung là kể cả là có thua thì giải thưởng cuối cùng thì cũng về tay em. Chị biết điều đó. Nên là em thấy cũng bình thường. Rồi, cảm ơn Mai Anh ngày hôm nay đã đến với Ngạc Nhiên Chưa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Jackie đến với vòng đặc biệt của chương trình
Ngạc nhiên chưa? Chào mừng các bạn đang quay trở lại với dòng đặc biệt của Ngạc nhiên chưa? Vòng đặc biệt đoán đồ vật. Trong vòng 2 phút, người chơi sẽ tiến hành cược điểm, ít nhất 1 điểm, cao nhất là tổng số điểm mình đang có. Nhiệm vụ của đội trưởng sẽ đưa tay vào chiếc thùng bí mật và miêu tả cho khách mời đoán đúng đồ vật đó mà không được nhắc trực tiếp đến tên đồ vật. Đoán đúng 8 đồ vật, giữ nguyên số điểm đặt cược. Đoán đúng 10 đồ vật, nhân đôi số điểm đặt cược. Đoán đúng 12 đồ vật, nhân 3 số điểm đặt cược. Đoán đúng 15 đồ vật, nhân 4 số điểm đặt cược. Và dòng này bắt buộc là em phải đặt cược. Và hiện tại em đang có 7 điểm. Em muốn đặt cược bao nhiêu? Em muốn đặt cược 2 điểm ạ. 2 điểm. Ủa sao lý xuống vợ không kêu 2 điểm gì sợ hả? Vợ kêu 2 điểm chắc ăn chưa? Dạ 2 điểm ạ. 2 điểm. Rồi anh mời em gì đó. Đây. Buka sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 3, 2, 1 bắt đầu. Em ơi cái trái gì mình ăn vô cay? Cay màu đi. Màu đỏ. Nói cho chị. Dạ, ớt ạ. Nhưng mà ý là cái gì trong nhà thờ nó có cái gì lắc chuông. Đúng là... rồi, ghi vô. Ghi ở trên, ghi từ trên xuống dưới. Ghi từ trên xuống dưới. Anh muốn ghi đâu ghi? Ghi đi. Mẹ bé nó chậm ghi mà. Như vậy rồi một lát nữa sao ghi đủ. Trời ơi sao mà nó tách đôi ra vậy? Trời ơi sao bự dữ vậy? Em ơi, cái này là gì? Dày ạ. Đúng rồi mà của con em á kêu là gì? Hài. Của con em người mà không phải của người lớn thì kêu là gì? Dày em bé. Ôi cái gì vậy? Cái gì mà mềm dữ? À em ơi, cái này là gì? Bắp. Đúng rồi, mình gây lộn với nhau thường gọi là gì? Nó qua nó lại rồi chửi bới rồi nhau đó. Cãi. Đúng rồi, đó cái này nè, cái này với cái đó đó. À. Em nói lên giùm chị đi, chị biết em biết nha. Bắp cải ạ. Đúng rồi, em ơi cái này là gì? Coi giờ là gì? Đồng hồ ạ. Nhưng mà nó có cái gì ở ngoài biển á, vàng ở ngoài đồng biển. Đồng hồ cát. Em ơi cái bầu bí này rồi có cái gì dài dài nữa mà sọc trái dài dài á. Trái bầu. Đúng rồi. Em ơi cái trái gì mà mình chẻ ra ở trong nó có hộp đỏ nhiều. Bầu bí. Không. Ăn đời cô gì tuần cải lương đời cô lương. Gì đúng rồi. Em ơi cái xe máy mình á là có một cái gì để mình nhìn ra được cái phía sau á. Gương chiếu hậu. Em ơi cái hộp nhỏ nhỏ đen nhỏ nhỏ mà mình cần phải đập nó ra để mà ấy á thì mình lấy cái gì mình đập? Hộp đen á. Hộp đen nhỏ nhỏ cay. Búa. Hộp đen nhỏ nhỏ cay mà để mình rắc lần ăn á. Chày ạ. Cối. Cái ở giữa đúng rồi. Cối xay ạ. Không xay. Em ơi, cái trái đầu tiên á nhưng mà không có cái chuông. Ớt. Hết rồi, hết mò được gì ạ? Bao tay siêu nhân hả? Đồ nhắc bếp. Ổn đó, tôi thấy là ổn đó nha. Trời ơi, kêu em ghi đẹp là vậy là đẹp rồi đó hả? Ủa sao cái chữ đầu nó tách ra xa vậy? Cái chữ hả ở ngay Biên Hòa mà chữ Vũng Tàu vậy em? Tức quá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đồ vật để xem bạn đem về bao nhiêu đáp án đúng nha. Đầu tiên, ớt Jingle Bell. Jingle Bell. Chính xác. Dài, không phải dài người lớn mà không biết dài em bé. Tức ghê á. Dạ, dài em bé không phải dài người lớn, kêu hài. Đồ chơi nháy. Cái này chưa được đoán á. Alo. Anh ơi nó tự nói. Ngạc nhiên chưa? Anh, em cảm giác nó đang chiều người anh đó. Ngạc nhiên chưa? Kính chiếu hậu. Đồ nhắc bếp. Không thấy đâu hết. Cối. Đời cô. Lựu. Bình xịt sơn. Có. Không có luôn. Bàn phím. Nó to vậy sao em không mò dính nó ta? Đồng hồ cát có. Bắp cải. Mướp. Đáp án đầu mà không có chuông. Ớt. Ớt. Đồ bẻ càng. Không có. Cua.
chú heo con ở trong chuồng. Trong chuồng. Sơn móng tay. Có. Hết rồi ạ. Hết tôi ạ. Hết rồi ạ. Dạ, hãy đếm lại đáp án giùm cho Lâm ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mời các bạn về. Như vậy là Jackie và Puka đã mang về tổng cộng là 9 món đồ vật. Đúng, xin chúc mừng các bạn. Việc đồng nghĩa với số điểm đặt cược của bạn sẽ giữ nguyên. Hồi nãy đặt cược là 2. Vậy hồi nãy là còn 5, 5 cộng 2 là vẫn còn 7. 7 điểm đó quy ra là 7 triệu đồng. Xin chúc mừng Jackie. Và ngày hôm nay em đến đây em thấy chương trình như thế nào? Em có thích không? Em cảm thấy khi mà tới đây thì em hơi lo lắng. Bởi vì em thú thật là em cũng ít đi chơi game show như thế này, bởi vì là em cũng hơi chậm động não một tí. Nhưng mà ngày hôm nay khi tới đây được chị Puka hỗ trợ thì em cảm thấy rất là vui và cảm thấy tự tin hơn. Rồi, ngày hôm nay cảm ơn em rất là nhiều đến tham gia chương trình. Và xin cảm ơn tất cả những khán giả đã dành thời gian quý báu của mình xem chương trình Ngạc Nhiên Trưa của chúng tôi. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, chương trình Ngạc Nhiên Trưa được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ 3 hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp của công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và bây giờ thời gian đã hết rồi, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.